Neymar và Mbappe không cần làm bạn. Huyền thoại người Brazil, Juninho đã tiết lộ rằng hai siêu sao Kylian Mbappe và Neymar của Paris Saint-Germain, PSG, không cần phải làm bạn với nhau để trở nên hiệu quả trên sân cỏ cho đội bóng thành Paris. Thời gian qua, hai ngôi sao của PSG có những trục trặc nhỏ để thỏa mãn cái tôi của mình. Có khi họ tranh nhau đá phạt đền. Có trận, Neymar chuyền dọn cỗ cho Mbappe ăn bàn, nhưng cầu thủ người Pháp không lại quả cho đàn anh. Theo Juninho, có trách nhiệm và tôn trọng màu áo quan trọng hơn là chia sẻ một mối quan hệ tuyệt vời. PSG đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Juventus trong trận mở màn bảng H Champions League vào rạng sáng mùng 7 tháng 9 với Mbappe ghi cả hai bàn thắng. Neymar đã kiến tạo để Mbappe mở tỷ số và bộ đôi này đã cùng nhau ăn mừng trước những người ủng hộ của họ tại Parc des Princes. Tuy nhiên, ở phút 51 đã xảy ra tranh cãi gay gắt khi ở trong một tư thế bí bách. Cầu thủ trẻ người Pháp đã quyết định chọn sút thay vì truyền cho cầu thủ người Brazil, người có vẻ đang ở vị trí thuận lợi hơn. Cựu cầu thủ Barcelona tỏ ra tức giận với quyết định của đồng đội. Nhiều phương tiện truyền thông đã đặt câu hỏi về mối quan hệ cá nhân giữa hai siêu sao người Paris. Thế nhưng Juninho đã giải quyết vấn đề này trên Bermersport Everton F. Inflammi, cho rằng họ không cần thiết phải là bạn bè để giúp Les Parisiens tiến tới vinh quang. Cựu tuyển thủ Brazil cho biết, họ không cần phải là bạn. Đúng là các khán giả sẽ ấn tượng hơn khi thấy hai cầu thủ này tỏ ra thân thiết với nhau và vui mừng cùng nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là họ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc họ làm. Điều đó có nghĩa là họ phải cho đi mọi thứ họ có thể có trên sân cỏ. Và kể từ thời điểm bạn có mặt trên sân, đó là điều quan trọng nhất. Bạn phải tôn trọng những người ủng hộ, cũng như chiếc áo đã mặc. Nếu huấn luyện viên và ban lãnh đạo có thể sửa đổi tính nết các cầu thủ và khiến họ cống hiến toàn sức lực trên sân, tôi e rằng mối quan hệ bạn bè có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa. Đây không phải là lần đầu tiên hai siêu sao xảy ra mâu thuẫn ngay trên sân ở mùa giải năm nay. Trước đó, cầu thủ chạy cánh trái người Brazil đã ngăn cựu cầu thủ Monaco thực hiện quả đá phạt đền sau khi chính Mbappe đã đá hỏng quả đầu tiên trong chiến thắng 5-2 trước Montpellier. Ngày 14 tháng 8, tại Ligue 1, cả Kylian Mbappe và Neymar đều gia nhập đội bóng thành Paris vào mùa hè năm 2017. Kể từ đó, họ đã chơi 118 trận cùng nhau và cùng nhau có được 50 bàn thắng. Nếu không vì chấn thương tái phát và các vấn đề về thể lực của tuyển thủ Brazil, số trận đấu và bàn thắng của anh đã có thể cao hơn nhiều. Angelzi Maria, người đã gia nhập Juventus vào đầu mùa hè này, là cầu thủ có số bàn thắng chung cuộc nhiều thứ hai với nhà vô địch World Cup 2018. Họ đã chơi 151 trận cùng nhau tại PSG, ghi được 31 bàn thắng.